Đồng hồ vang vọng xin kính chào các bác. Rất vui hôm nay em lại được giới thiệu và gửi đến các bác chiếc đồng hồ treo tường. Đây là chiếc đồng hồ treo tường có thương hiệu là Odo các bác ạ. Nó là một trong những cái phiên bản đồng hồ Odo rất đặc biệt của người Pháp đã để lại. Đây là chiếc đồng hồ Odo có cái series là đời 62 các bác, đời 62. Nó mang hai bản nhạc, nó thể hiện được cho các bác hai bản nhạc các bác nhé, bản Sododo và bản Westminster. Đây các bác nhìn này, đây bản Sododo và bản Westminster rất đặc biệt. Nó là một trong những cái phiên bản rất đặc biệt các bác ạ. Trước khi giới thiệu thêm về chiếc đồng hồ này, em xin được nói sơ về các cái hoạt động về đồng hồ vang vọng chúng em. Trên mỗi chiếc đồng hồ thì chúng em đều gắn một cái, khi chúng em làm video chúng em đều gắn một cái mã số. Đây là cái mã số các bác nhé. Nhiều bác lầm tưởng là đây là số tiền hoặc là cái gì đấy. Rất nhiều bác gọi điện hỏi em, nhưng mà em xin thưa với các bác là đây là cái mã số của mỗi chiếc đồng hồ. Nó được gắn liền với các cái trách nhiệm bảo hành, rồi là bảo dưỡng, rồi là bảo new ở trên hệ thống bảo hành của chúng em. Vì thế mà khi các bác sở hữu chiếc đồng hồ bên vang vọng thì các bác hoàn toàn yên tâm về tính nguyên bản, rồi dịch vụ bảo hành. Chúng em luôn luôn gắn liền cái trách nhiệm mà với mỗi cái sản phẩm của mình khi đến tay các bác. Và bây giờ để nói tiếp về chiếc đồng hồ này, nó được thiết kế và tạo nên hoàn toàn bằng gỗ các bác ạ, bằng gỗ tự nhiên với cái vỏ như này, rất đẹp, rất đẹp. Nó làm hai bên với hai cái sọc như này các bác ạ, với cái tán tương bên trên này và bên dưới. Nếu nhìn xa em có cảm giác nó có một cái hình như một cái khung tranh rất là đẹp, tạo cho các bác cái tầm nhìn một cái chiếc đồng hồ rất là đẹp. Với thiết kế một cái mặt là bát giác nằm, bát giác nằm số in quốc tế, nhìn rất rõ ràng, kim đặc trưng của Odo 62, thể hiện hai bản nhạc Sododo và Westminster, thương hiệu Odo. Các bác nhìn trước mắt đây, đây là một cho một cái đặc biệt nữa là người ta gắn liền với các cái thương hiệu khi người ta xuất bản một cái sản phẩm mang cái thương hiệu của đất nước mình, Mark in France. Cho các bác đang nhìn với một cái kính oval không quá cầu kỳ, nhưng ẩn đằng sau là một cái quả lắc rất là tuyệt vời các bác. Bây giờ em xin nói thêm và xin phép được mở bên trong để được giao lưu với các bác qua cái âm thanh của một chiếc đồng hồ Sododo, nó thể hiện như thế nào. Các cái khiếc còn nguyên này các bác nhé, rất nguyên bản. Đây là một trong những chiếc đồng hồ nguyên bản 100% các bác nhé, nguyên bản 100% là đồng hồ giới thiệu đến các bạn, mà bên đồng hồ vang vọng giới thiệu đến các bác nó còn nguyên bản, sở hữu một bộ máy còn rất vàng các bác ạ, còn rất vàng và đẹp, với 10 búa, 6 gông, chơi hai bản nhạc. Nó sẽ cho các bác hai bản nhạc rất hay. Em khẳng định với các bác là đây là một trong những cái chiếc đồng hồ thể hiện âm thanh rất hay, với 15 phút một lần các bác nhé. Bây giờ em xin test tiếng chuông để các bác được thẩm âm và đánh giá.
Vừa rồi là đồng hồ thể hiện bản nhạc Sododo với 11 tiếng, chỉ 11 giờ. Bây giờ em xin được gạt sang cái bản West Symington truyền thống để các bác nghe một vài đoạn nhạc của bản West Symington để các bác thảm mơ và đánh giá. Các bác chỉ việc gạt cái cần này, các bác nhé, đây là cái cần. Các bác gạt sang đây là cái tem, nó thể hiện rõ là gạt sang bên này là bản Sododo và gạt sang bên này là bản West Symington. Bây giờ gạt sang bản West cho các bác nghe ạ. Vừa rồi em đã giới thiệu đến các bác chiếc đồng hồ Odo 62 chơi hai bản nhạc Sododo và West Symington. Chắc chắn không biết tai bác thế nào, chứ còn chắc chắn em thấy cái âm thanh nó mang lại rất hay các bác ạ, rất đặc biệt. Và đến đây, đồng hồ Vang Vọng xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác đến video lần sau.